dẫn cái dông về đây đó, rồi gỡ cho chùa, gỡ cho đình, ở trong trong đình với thần đi, đừng đi lang thang mà phá người ta đó. Như vậy là nơi đình này cũng có nơi gỡ dông không Tư, cũng như chùa vậy không Tư? Gỡ dông, gỡ cốt mình không cho nè, dông này nó mới gỡ đây cho ở với thần. Như phải làm lễ không Tư? Bán đốt nhang hương còn là cầu xin với thần dẫn dắt cái dông ở đây cho nó nè tu, đừng có đi phá phách người ta. Để bởi vậy con ngày xưa con nghe mấy cái người lớn tuổi ta nói linh tại ngã, bất linh tại ngã phải không Tư? Nghĩa là linh tại ngã là linh từ tâm mình, mà không linh cũng do mình, mình nó không linh ta không linh, tức là linh tại ngã, bất linh tại ngã là linh cũng tại mình mà không linh cũng tại mình, mình không linh tức là không linh, mà mình nói linh tức là có thờ thì có linh, mà không thờ thì không có linh. Thì có thờ thì có thiên, có kiên thì có lành, lành. Nhưng mà mình như mình nói ngang á thì ba làng nó không đó, lại không nói không lại thôi thôi ta cũng sợ mày luôn thì tới đó rồi mình kêu ca khóc lóc đúng rồi cho nên bây giờ mình linh không linh đâu, giờ mình tin tưởng thì cũng như mình nói thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát thì mẹ nói nếu mày tin tao thì con của tao là tao nuôi, mà không phải con tao không nuôi. Thí dụ mình nói mình đi mình chợt chân sắp té xuống sắp chết rồi, nhưng mà mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đỡ mình lên, tức mình nó trời hên quá chút xíu nó té chết rồi, nhưng mẹ nói đó là nếu phải không phải con ta thì xuống dưới, còn phải con ta thì ta phải đỡ chứ. Cho nên vậy, cho nên trong cái tại vì những cái chuyện bất tính thì bất nó tính cũng có bất tính kính, thì nó có những cái chuyện đã xảy ra rồi mà lúc đó hận nó muộn màng lắm Nó muộn màng lắm. Như ở đây có thờ mấy vị thần hổ đó. Thì những người cái xui xẻo tam tai mộc ách đầu năm á, mua tam sơn rồi giấy tiền vàng bạc rượu rồi đến nhờ ông Tư cúng dùm. Mình giái mình cúng cho người ta cho tay qua nạn khỏi trong cái tam tai một cách nha, nên vô mình vô tình cái sự việc ở đâu xe nó ủ vô mình gãy giò gãy tay, còn mình cúng kiến rồi xong rồi đó thì tay qua nạn khỏi, con nghe nè, cái tam tai một ách nó không còn nữa. Cho nên một đầu năm ta đến nó cúng năm ông hổ đó, cúng tam tai. Hồi xưa thì người ta đem ngày ngã ba đường người ta cúng, bây giờ ngã ba đường chỗ đông cúng nữa, chỗ nào cũng xe chạy rần rần chỗ đâu cúng. Ông Tư với con thấy con đi đình thường thấy gặp thờ mấy ông hổ đó là lý cái đó là cái nguồn gốc sao ông Tư? Nguồn gốc là xưa là ông hổ là ông bảo vệ cho người dân làng phải không Tư? Dân làng đó, mấy bà mà đẻ trong vườn mà đẻ mà không có bà mụ đó khóc la quá, ông hổ là ông cổng đi ra. Con nghe cái tích, con nghe cái tích đó ở cái vùng từ An Giang bảy núi rồi đó là nhiều đó ông Tư, phải có không Tư? Có. Cái đó là ông Tư kể cho con nghe là một đoạn gây... đó là ông hổ ông cổng đi bà kiếm bà mụ mụ giường mà đâu bây giờ đâu có trạm y tế đâu có bệnh viện gì đâu, mụ giường không à, rồi nhà xa xa cả cái số năm mấy trăm thước mới có cái nhà. Con nghe nói ngày xưa gì nè ông Tư, còn có người nói là ngày xưa là lấy cái lưỡi lam cắt rúng, nhưng mà thật sự là nghe nói mấy bà xưa đó là lấy cái miếng sành của cái chén không Tư, cắt lưỡi lam đâu có. Thì bởi vậy có người nghe ta kể mà không có đúng không Tư, tại vì cái thời đó đâu có lưỡi lam, mà con nghe kỹ lại là cái miếng sành mà đập bể á, mấy chén kiểu đó, chén kiểu hồi xưa nó dành ra cắt cái giá đó bằng cái miếng sành gọi cái chén kiểu. Bởi vì con nghe kể vậy là thấy hơi lệch á. Cho thật sự là cái miếng sành không có lưỡi lam ngày xưa lam. Mà cho nên là xa xa mới có một cái nhà ba đe bụng đẻ mà cọp rình rất ăn thịt rồi than quá trời la đâu sắp xanh bà vô cổng tưởng là cổng đi ăn, nhưng mà cổng đem tới bà mụ thả lại rồi đẻ. Cho con cũng nghe đâu một câu chuyện ở trên Thất Sơn á, mấy núi á, là cũng có người là có ông hổ cổng bà mụ lại chỗ đó luôn. Cổng tới bà mụ lại tới tới bà mụ đi sanh. Cổng bà mụ lại cái chỗ người sắp sanh đó để qua để mà sanh cho người đó. Nghe con người có cái tướng tinh. Nếu ông hổ ông rình ông muốn ăn được mình không phải dễ ăn đâu, ông cũng khó khăn ăn lắm ăn, nhưng mà có ông nào ăn con không ăn. Cho nên ông hổ cũng tu. Ta nói là
như ông hổ cổng người gì ông như vậy là ông hổ giúp người rất là nhiều, rất nhiều. Thành ra bây giờ bởi trong con đi thường thường con viếng đình á thì con thấy là thường là thờ ông hổ nhiều lắm. Dạ. Có một cái hẳn có bàn thờ chỗ, cái chỗ thờ riêng ông. Dạ. Dạ. Để anh tóm mình cúng tam tai một ách. Dạ. À, kêu ngũ phương ngũ thổ mạng nhập cung trung kim phùng địa tai năm vị thần bạch hổ lai lâm chấn giám. Dạ. Hôm nay đầu xuân. À, thế rồi tới đây canh dần. Dạ. À, ngài về chứng giám cho cái con cháu của ngài tên họ đó đó. Dạ. Một năm an khang thịnh vượng tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ giảng sự gì cũng nhờ ngài che chở cho. Dạ. À, tai ách là qua hết đi. Dạ. À, rồi cũng tôm cũng thịt rồi cũng qua ngài. À, ra nên rồi đốt trong 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 cái bộ ta bộ cúng cúng trăng cúng cúng ấy rồi có ông hổ đó. Dạ. À, có ông hổ đó cho nên người ta cũng giấy là trong đó nó có ông hổ 12 mùa bà 13 đức thầy. Dạ. Hãy về phù hộ cho anh người vượt qua. Ông Tư, con hút trước con có nghe kể về cái núi Bà Đậu Ôm mà về cái mấy cái ông cọp mà ông tu về đó hoặc là ông qua bên núi Cấm đó ông Tư. Con có nghe cái giai thiết và cái giai thoại mà ông Tư nói mà cái vụ mà những mà cái người mà bị sanh mà không có mụ không đi mụ kịp đó ông Tư, nhờ ông hổ cổng bà mụ đi tới chỗ sinh đó. Thì ông Tư có biết cái cốt truyện ở núi Bà Đậu Ôm có mấy ông hổ tu ở dưới núi Cấm đó ông trong, Tư? Trong nghe. Cái núi có cái hang. Dạ. Cái hang thông qua bên tới Campuchia. Cái hang đó. Dạ. À, trước đây là có, bây giờ trong thời gian gần đây là bà con đi đi du lịch đó. Dạ. Đi tham quan. Cũng có nhiều người chung qua chung vô cái núi đó nè. Dạ. À, quanh co vô ông hổ có người này, đi vô đi mà có người không dám đi vô tới đó là không dám đi. Dạ. À, cho nên thời gian thời chiến tranh đó bộ đội ta cũng có ở trong hang đó để mà trú ngụ để sợ giặc Mỹ nó dỗ bom đó. Dạ. Ở trong cái hang đó. Dạ. Cái hang đó giờ rộng lớn nó qua tới bên Campuchia cái hang lớn. Lớn lắm cho nên hồi xưa ông hổ đó bây giờ người ta cũng nói khi cũng gặp ngài đi ra vô đó. Dạ. Cũng chung vô để tham quan có người đi tới có người này cũng không dám vô. Ông hổ đó bảy núi hai đồng trong mình ở đây mình nói đây là có bảy hòn núi. Dạ. Ở Việt Nam mình có bảy hòn núi. Dạ. Núi Két, núi Cấm, núi Bà Đậu Ôm. Dạ. Núi gì đó. Núi Tượng. Núi Tượng rồi là núi Thạch Sơn Lý Thông đó. Dạ. Mình đi tới có cái hang sâu bên Simla tới là qua Thái Lan đó. À, qua tới bên ngày đó. Xưa nói nước Sim là Thái Lan phải không Tư? Simla. Dạ. Là Thái Lan. Dạ. Dạ, có cái dưới là Trần Tinh đó. Dạ. Có đi mình lên tới đó có cái núi ngay giữa núi. Dạ. hang sâu đó. Dạ. Kêu hang Trần Tinh đó. Ừ. Vô đó mà dạ, trong hành đấy ông thầy nói là núi Cấm quá lâu đó. Dạ. Ở đó núi đâu có bây giờ cất nhà lâu trên đó nữa. Dạ. Cấm quá lâu bây giờ là coi như có đền đài trên đó rồi. Dạ. Lâu nữa. Núi Két. Dạ. Những là núi đó để mà xưa để mà chung tổng trấn chấn giữ cái đất nước Việt Nam mình trong có bảy hòn núi. Dạ. Rồi có núi Két là mình ở rồi Cần Thơ mình lên thì gặp núi Két trước đó. Dạ. Giống hệt đầu con Két. À, cái mỏ ông kêu mỏ ông Két đó ông Tư. À, chơi. Dạ. Vơ vậy đó mình không rớt. Dạ. Núi Két chấn giữ đó thì cũng núi này mà bảo vệ được bộ đội. Dạ. Chiến đấu thắng giặc là cũng nhờ bảy cái núi này.
Vậy là cái truyền thuyết ngày xưa là cái nguồn gốc mà tất cả các đình đều thờ ông hổ không Tư? Dạ. Dạ, như vậy là cái chuyện đó là như là câu chuyện có thật không Tư? Dạ, có thật, nó bảo vệ cho người dân mà, nó phải cọp nó ăn người, ăn thịt người đâu, không phải vậy. Cho nên nó thờ ông để bảo vệ trong cái cúng cúng căn, cúng đầy thô nô, đầy tháng, để có mấy bộ đồ thế đó, có cả ông hổ nè. Để dán ngay cửa để trấn giữ, để cho không còn không có những ma tà quỷ phá nè. Trong đó là có 12 vị gồng gánh nè, gánh 12 bụi bà, bụi bà đức thầy đây. Mẹ sanh mẹ độ, bà đi bà mẹ sanh là sanh ra rồi bà mới độ cho mình lớn lên. Cho nó thành người, cho nên mình cũng cúng bà mẹ sanh mẹ độ, phụ độ cho con mau lớn, thông minh, học giỏi. Cho nên là mình cái con cái truyền thuyết ông bà mình để lại là giấy 12 bụi bà mẹ ba đức thầy. Năm non bảy núi hộ độ cho tất cả thần dân, con cái của mình mau lớn làm ăn tốt. Với ông Tư cho con hỏi, ngày xưa đó cái vụ mà cây nêu ngày Tết mà bây giờ con không thấy, Tết không có cái cây nêu đó, là cây bây nêu giờ, sao hồi xưa nhà nào cũng có dựng nêu hết á. Thì cây nêu đó trong có ba trái cao rồi ba miếng trầu, có tem vôi không Tư? Có tem vôi đàng hoàng rồi cái ba trái cao, ba miếng trầu rồi có cái miếng của con Thái Thượng Lão Quân đó. Vì hồi xưa đất thì thưa, đất rộng người thưa. Thì mấy con quỷ đó nó phá phách dân làng. Cho nên là ông Thái Thượng Lão Quân ông mới nói là ông có gì là chỉ có một cái bóng thôi, là con ma đuổi ma tà nó đi xuống xuống sông xuống biển hết nè. Cho nên ông có cái bùa bát quái của Thái Thượng Lão Quân đó, cái nêu đó. Năm đầu năm là vào ngày tối 30 người ta dựng nêu, nghe cái nêu đó có cái bóng. Tức là mình giái trong cái năm đó có các vị hành binh hành tướng nè. Hành binh hành tướng thành hoàng cổng cảnh rồi Thái Thượng Lão Quân. Nay này dựng nêu lên để cho tất cả mọi người trong làng xóm được bình an. Không có quỷ ma phá phách, cho nên mình dựng cái nêu lên có cái bóng đó. Tới mình đi tới đâu cái bóng theo cái đó, tới là cái bóng có cái bùa lộ ban, cái bùa có Thái Thượng Lão Quân đi theo cái bóng thì ma quỷ nó lui hoài xuống tới biển luôn. Cái bùa bát quái là như là cái hình vuông vuông đó phải không Tư? Tám cạnh đó phải không Tư? Cho nên rồi năm nào đó dân mình nhà nào cũng có dựng nêu, không có cũng treo ở trước cửa nhà. Còn ở đình Thái Bình cũng có. Tối con nhớ cũng... lúc hồi nhỏ năm 80 mấy 90 á, là con lúc đó con biết rồi. Mà con thấy là Tết là nhà nào cũng dựng một cây trúc, cây tre gì đó, tre bồ nêu với mấy miếng cao, miếng trầu. Mình trầu mà có tem vô với trắng trắng luôn. Nhưng mà hiện bây giờ thì mấy Tết năm nay là con thấy là hầu như mấy cái đó mất luôn. Bây giờ mất rồi, nhà tường không, người ta không treo nữa, xấu. Ở trong vườn nhà lá bây giờ nhà tường hết rồi. Ở nhà lá này bây giờ con thấy nó dựng cái cửa nhà con đây đình... nó xa lìa với cái Tết xưa là cái chỗ đó đâu còn, đình Thái Bình còn năm nào của tôi cũng đi đốn cái tre, mua cái tre cả trăm ngàn về mình dựng. Cái bộ nêu ở ngoài thị trường còn không Tư? Nó bán, nó đi bán vẫn còn không Tư? Vẫn còn bán. Coi như là Tết cổ lại xưa phải không Tư? Xưa thì tối 30 thay về đúng 12 giờ. Rồi mới có tiếp thu vô là dựng nêu ngay chỗ cung dương Lưu Hữu Phước đó. Ở đình này xuống dựng nêu. Chúng tôi đọc cái bản đó. Để mình dựng nêu là trước cái cổng công viên Lưu Hữu Phước luôn hả Tư? Có ông lực sĩ dựng cái nêu lên. Đất trời rộng mở, non nước Thái Bình, nhân dân an lạc, thọ phước. Hôm nay là ngày 30 Tết, sắp sang mùng 1 đầu xuân của năm nào đó. Thần dân của tỉnh Cần Thơ xin thượng nêu để cho nhân dân thành phố Cần Thơ
được dạng sự an lành. Rồi cái ông lực sĩ nó dựng cái nêu lên. Vậy là để... cái người mà chọn dựng cái nêu là phải là người lực sĩ thôi. Người lực sĩ chứ mạnh cái, dạ. Cái tre cao bự mà. Dạ. Một mình đâu có nổi, phải ba người dựng lên mới nổi. Nhưng mà người ổng cũng là cái người đại diện để dựng để cái nêu lên, từ để đọc đọc dạ. Sớ. Dạ. Nó đất trời rộng mở, non nước an bình, nhân dân an lạc. Mình cầu xin cho nhân dân của thành phố Cần Thơ dựng cái nêu đầu tiên năm 2000, năm 2000 còn như vậy đó. Dạ. Năm 2000. Để tí nữa con ghi hình mấy cái hình lưu niệm của ông Tư lại. Cái năm 2000 là bắt đầu ở thành phố Cần Thơ mới tổ chức dựng nêu có một lần đó thôi. Rồi từ sau không có rồi chuyện phải không hả ông Tư? Sau này có một lần nữa thôi, năm 2000. Năm 2000 trở đi tới giờ. Chà, dạ. Không có dựng nữa. Cái đó bên ủy ban hả ông Tư? Ủy ban thành phố dạ. Dựng nêu. Năm 2000 là năm thiên niên kỷ. Dạ, thiên niên kỷ. Năm 2000 năm thiên niên kỷ. Đó. Dạ. Chú Tư là bận khăn đánh áo dài rồi trống rồi đánh lên. Dựng nêu với xong rồi chạy về đây. Về đây dựng nêu đây. Dạ. Đó là... mình ở đây thì mình giải khác các vị thần hành binh hành kiến của năm nào thì năm nay ông nào hành binh hành kiến đó, rồi thần hoàng bổn cảnh các vị thần ở đây nay dịp cầu xuân thượng nêu để cầu cho bách tánh dân dân trăm họ nghĩa là được an bình. Dạ. Nói chung là quốc thế dân an phải không Tư? Dân an. Dạ. Bách niên là 100 năm phải không Tư? Thế còn thiên niên là 1000 năm, mà năm rồi là 2000. Thiên niên kỷ. Dạ. Năm 2000 dựng nêu người Tây là con dân luôn. Nhiều khi bây giờ là mấy lớp trẻ mà ông Tư nói thiên niên kỷ nó cũng không biết thiên niên kỷ là gì luôn. Bách niên là 100 năm mà thiên niên là 1000 năm. Dạ. 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 Cho nên là cái sự tích của ông bà mình để lại tới giờ nó cũng mai một đi. Mai một dần. Bởi vì dạ. Cái nói là ngày mùng 3 thôi. Mùng 3 là ngày ra mắt phải không Tư? Ra mắt thầy tổ đó. Dạ. Cho nên ta coi dò gà. Dạ. Năm nào nhà nào cũng vậy, cả nuôi gà bắt đầu tháng 9, tháng 10, tháng 11 là người ta nuôi gà để chuẩn bị trước đó không Tư? Chạm luôn trước để cho lựa con gà cho tốt. Dạ. Giò đồ tốt, gà tốt ha. Dạ. Đâu chứ không mình cắt cổ gà mình đâu phải vậy. Dạ. Người ta sáng 3 giờ sáng là thức dậy, cái người trong gia đình đó ta mới nấu nước. Dạ. Rồi đem con gà nuôi mà lựa con gà cho tốt rồi đó. Rồi trước khi cắt con gà đó mình mới lấy. Năm nay là năm con gì đó. Dạ. Xin các vị hành binh hành kiến nay ngày ra mắt các vị thầy tổ cho con làm con gà này xem cặp giò cái năm nay thịnh hay là suy. Xin các vị thần hoàng bổn cảnh đất đai dân trạch tên thầy thần thổ địa thổ thần thổ táo gì đó xin thèm nó mới ngày về đây chứng giám cho con cắt cổ con gà cắt con cổ gà giấy năm nay đi sáng đầu xuân này sống thác cũng vậy đừng có đào thai con gà con vịt ăn dơ ở giấy đào thai kiếp khác làm ăn cắt con cổ gà con gà rồi đó rồi mình cắt cổ mới lấy cái cặp giò gà mình cột riêng chứ không lại chung con gà mà ruột đó rồi cái giò gà nó không nó lở lét hết trơn cột cái cặp giò gà đó mình cúng mấy con thì làm mấy cặp. Rồi phải cột mới nhúng trong cái chỗ nồi cháo đó. Để nó thấy nó săn rồi thôi mà dở ra thế mình luộc rồi nhớ luộc con gà chín thì nó bung tùm lum mà. Nếu có giò gà mà mình coi nó bung tung té. Cái gân thì nó không còn gân. Cái gân này không còn dãy nó cho nó đẹp. Chân mà chụm. Móng móng tay ngồi giết móng tay con gà cái giò gà sao giống hịch móng tay mình giống hịch ra. Coi giò gà chứ coi móng tay nó giống hịch cái ngón tay cái giò cái tay của mình vậy nè. Xem cái chỉ mà nó đỏ hồng coi hôm nay là thịnh. Còn cái chỉ này nó bầm bầm tím tím. Tức là năm nay trong gia đình có một người bệnh. Rồi cái dãy
eo, ngón, dòm nó chụm vô, đoàn kết hay không đoàn kết, không đoàn kết nên thở hang hết trơn, con cái giò gà năm đó thịnh hay là suy, chứ người ta coi cái giò gà, người ta có cái thiệu, coi giò gà, coi bệnh giờ không ai coi nó luộc chín nó buông ra, không ai biết mà đâu. Bây giờ mà gà không, không có nuôi nó trong vườn nuôi, giờ ra chợ mua không à? Cho nên gà nó không có đúng mà cái mẫu con gà mình cúng là cúng mùng ba, mùng ba là ra mắt các vị thầy tổ, mình có làm thầy làm bà làm gì đó ha, có học hành gì đó ra mắt ra các vị thầy, các vị thầy tổ, cho nên mùng ba phải cúng con gà. Nếu cho con hỏi thêm ông Tư, ngày xưa là có tình trạng mà gọi là thầy pháp chữa bệnh đó ông Tư, mà sau này người ta nói tại sao hồi đời ông cha làm thầy pháp thì sao con sau này bị khổ là sao ông Tư? Bây giờ cho nói chú thầy pháp với thầy bùa, trước khi học là thề trước tổ, có khi thọ giáo là phải thề không? Phải thề, chứ muốn học thọ giáo là học rồi đi, phải thề với thầy tổ là con làm tốt. Mà mấy ông thầy bùa thầy pháp là chuyên môn là phá là không mà, chứ còn không có làm gì lợi cho ai hết trơn á. Coi như là không có giúp. Ví dụ bây giờ này, cái bà này bà vợ bé, và bà vợ là bé ta mà bà lợi, bà nói bà vợ lớn. Bà trù ém bà vợ lớn có nghĩa là làm nghịch là đạo lý, làm nghịch là đạo lý. Còn ghét người ta vợ thầy phá cho người đó phải tán gia bại vậy là xã. Con hiểu rồi. Con hiểu là làm cái việc nói chung là ta nói là thất đức đúng không Tư? Là sau này con cháu mình sẽ lãnh hậu quả. Con cháu nó nghèo dữ lắm, con thấy rồi. Con đã nghiệm, con thấy là có rồi. Tại vì có một tớp con cháu của những người đó, sau này người đó con không biết, nhưng mà thay bây giờ con sẽ khổ, người ta nó mà người ta mới quay ngược lịch sử lại cho con nghe đó. Là vậy đó, bởi vì con mới thắc mắc ông Tư là cái điều đó, tại sao làm thầy, con tính là làm thầy mà giúp đời, nhưng mà ông Tư nói vậy là làm theo đạo lý. Không có tiền bạc có ai chân đi cứu người ta là thôi, nhưng mà không cứu được. Vậy những người mà kêu đi làm mà làm tiền ác không à, chứ đâu kêu cứu người đâu. Làm trái đạo lý. Làm trái đạo lý không thì phá đánh hoại người ta, thấy người ta mình mừng ăn không được, ta mừng ăn cái được nói thầy phá. Ông thầy cho tiền ông phá. Nhưng mà cái thời ông đó đã qua rồi, ông nói rồi thì con cháu lành hậu quả. Con hậu quả thôi. Cha ăn muối con khát nước. Cha ăn mặn thì con khát nước. Cho nên là lúc là thề với thầy tổ, cái nhà bây giờ nhà nó dọn nát hết trơn, không có làm thầy mà nó nghèo. Rồi vậy là con hiểu cái vấn đề đó rồi. Cho nên là thầy bùa ông nào cũng lấy nghèo. Thầy bùa thầy pháp đi chữa bệnh, không có phải bệnh cũng chữa ra lấy tiền. Nó bệnh tâm thần này kia đó, mà nó thằng này bị tà bự ma để chữa để lấy tiền, đó là bệnh tâm thần. Cũng nói để thần kinh đó ông thần kinh nói bị ma bị vậy. Mà hồi xưa nó ma nhiều dữ. Dương nó thịnh, bây giờ mà dương thịnh âm si. Rồi dương si âm nó thịnh, quỷ ma nó dữ lắm. Bây giờ quỷ ma không còn nữa, với đất không chỗ mà ở rồi đó. Xa xa mới có nhà, cái ngàn thước mấy trăm thước mới có cái nhà. Quỷ ma nó, ma chó rồi đó, nó cắt nó đi chú sợ ma dữ lắm, nhưng bây giờ không có ma, không có nhát nữa. Giờ có nhà ma nhát bây giờ không có. Cái thời suy thì quỷ lộng phải không? Bây giờ thời thịnh mà âm suy, không có ma quỷ ma. Dương suy thì âm thế. Mình âm mình dương suy thì nó âm nó thịnh. Bây giờ dương thịnh âm suy. Với bây giờ con thấy ở như ông Tư ông nói là ngày xưa là địa danh của ông ở lúc nhỏ là Long Tuyền đúng không? Mà con thấy trên đình đình Bình Thủy ông Tư. Trên cái bảng đề hai chữ là đình thần Long Tuyền. Bởi vì Long là rồng. Mà Tuyền là nước. Bị ông Khâm Sai Đinh Công Tráng đó. Đinh Công Tráng là Khâm Sai trong giáo đạo Khâm Sai, còn thần Hoàng Bổn Cảnh này tới đó ông có hậu thần Đinh Công Tráng đó. Thần Hoàng Bổn Cảnh được phong sắc đó là hậu thần của ông. Còn ông là hậu thần Đinh Công Tráng là hậu thần là sao ông Đinh Công Tráng Đinh ông Đinh Công Tráng sao ông thần Hoàng
sau thần hoàng. À, Đinh Công Tráng là sau thần hoàng. Sau thần hoàng ta mới để hậu thần đó. À, hậu. Đó nên ổng đi rồi không sai, ông đứng trên cầu cầu Bình Thủy đó. Dạ. Ông dòm ra ngoài có cái cồn. Dạ. Có cái cồn. Ông dòm ra có cồn ha. Dạ. Rồi bên đây có hai cái sông nè. Dạ. Là hai cái râu. Dạ. À, ông đậu ngoài đó sống nước ba đào nhóc nhánh nhóc nhánh rồi mới đem vô trong đó ông đậu. Dạ. Nước của nó trong nước Bình Thủy nó trong ngấn vậy đó, trong dạ. Giặt vậy đó. Rồi, rồi ông đậu ông thấy nước trong, ông mới đi dài vô từ đó vô tới ngã tư lớn, bên đây ngã tư bé. Dạ. Ngã tư lớn hai cái giò. Dạ. Hai cái giò ông rầm đi tú vô trong gạch đông dựa. Dạ. Cũng có hai nhánh hai cái giò sau. Dạ. Cái đuôi đi thẳng xuống trong đó, ông nhìn thấy giống con rồng, ông mới đặt tên cho là Bình Thủy, tức là rồng tuyền. Dạ. Bình Thủy, thủy là nước. Dạ. Rồng ha. Dạ. Đó cho là rồng là rồng, tuyền là nước. Dạ. Đó ông đặt định trong đó là làng rồng tuyền. Dạ. À, đình Bình Thủy, Bình Thủy cũng là rồng tuyền. Dạ. Đó cho nên giống con rồng uống. Như vậy là cái đuôi dưới cái hai chân sau ổng phía trong mà cái đầu hướng ra ngoài sông. Ở ngoài sông này, sông, sông hậu. Sông hậu giang. Ở trong hậu giang ông cầu. Dạ. Ông dòm ra có cái cồn. Mà hai, bây giờ ta kêu là sông Cái đó phải không hai? Cái à, nhưng mà bên này là, bên này là sông Hậu Giang, còn bên kia cái cồn, bên kia là cái sông Tiền Giang. Dạ, là cái nguồn gốc từ thượng nguồn ở sông Mekong. Dạ, ở Campuchia đổ về thì tẻ ra hai nhánh đúng không tư? Dạ, nhánh là hai cái râu. Nó vô tới ngã tư lớn, ngã tư bé đó, có hai cái giò, hai bên ngã tư lớn, bên ngã tư bé hai cái giò. Vô tuốt trong giữa có hai cái nhánh hai giờ cái đuôi thẳng vô trong đó. Dạ. Rồi bởi ông đặt là rồng tuyền. À. À, bởi ông là hậu thần chứ không phải là thần là thần hoàng bổng cảnh không có tên. Ông là Đinh Công Tráng là hậu thần Đinh Công Tráng. Bây giờ nó hẳn có hẳn cái đường Đinh Công Tráng luôn đó. À đó, ông là hậu thần. Hậu thần. Vậy là cái ông phát minh ra một cái hình dáng của ông rồng á là ông Đinh Công Tráng. Dạ. Ông là vậy là ông đặt cái tên đó luôn đó. Đặt tên không sai, ông đi các quan không sai là kêu quan không sai đấy gì. Quan không sai nó đi giờ mình thanh tra đó, đi thanh tra tới đâu đặt. Yeah. Đặt tên đặt danh à. Như vậy là tính ra ông cũng có công trạng lớn không? Công trạng. Ông Tư không nói là chắc cũng không ai biết à. Biết không? Bởi người ta mới có cái hậu thần là Đinh Công Tráng mà bình là nước bình thẳng ở ngoài thì sống ba đạo cho trong ra trong bình là bình lặng đó không Tư? À, ở trong này là nước bình mà trong ngần ở ngoài là sống ba đạo. Yeah. À, vô trong này bình không có sống đánh thủy là nước. Bình thủy là nước. Rồi đặt con rồng là Long Tuyền. Dạ rồi vậy là con hiểu rồi. Như vậy là cái địa danh Long Tuyền ông Tư ở trong đó là cũng là cái địa danh đúng là Long Tuyền. Hồi xưa là ông Nược vô tới trong muốn chồng đó hịch lặn ra bây giờ. Dạ mà con nghe ông Nược là nghe nói ông Nược là hình như là ông có dốc dáng giống như một người vậy không Tư? Ông giống hịch người có vú có mốm đó. Cũng có ông cá ông Đực phải không Tư? Ông cá ông Đực đi vô lặn phục đi tới chồng. Nhưng mà ngày xưa con nghe nói là không có người ta không dám bắt ăn thịt đó. Ta đâu dám ăn. Ông Được ông rượt rồi mà đi đua ông Được nó đua rượt theo xịt bây giờ mất tiêu luôn. Như vậy là ông linh lắm không Tư? Linh. Nhưng mà sau này con nghe nói người chăm người chạy già không Tư? Người ta bắt người ta ăn không Tư? Nhưng bây giờ đâu còn nữa. Ở ngoài biển không còn luôn. Không mà con nghe ngày xưa kể là cái người Việt mình là không dám ăn ông Nược, nhưng mà cái người chà già người chăm á ông Tư. Người chăm đó là họ bắt ông Nược. Nó có vú có dư người ta hết. Dạ. Nhưng mà ông biết nghe tiếng mình á. Nghe kêu ông Nược ơi đua ông Được theo ông đua bơ xuồng ông đua. Ông không có hại gì mình ông Tư hả? Nó nghe cắn với. Dạ. Để thôi xong vậy mình về dạ. Rồi vậy con cảm ơn ông Tư nhiều nha. Dạ dạ. Dạ. Ở đây mình coi nó đầy đủ rồi. Dạ. Đủ đầy rồi. Rồi. Dạ, con chào ông Tư. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Để nhà cô đợi.